Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mã Vạch. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy có thể in được những tem nhãn số nhảy. Thì như mọi người có thể thấy là những cái số nhảy là được ứng dụng khá là nhiều trong những cái bệnh viện, những cái phòng khám hoặc là những cái phòng thí nghiệm, để mình có thể là in số nhảy hoặc là in những cái mã vạch nhảy. Thì để nó giúp nó là nó định danh cái những cái ống nghiệm này hoặc là những cái vật thể nào đó đi kèm với lại là bệnh nhân nào đó hoặc là trên cái sổ khám bệnh, để cho hai cái nó mắc với nhau, để không bị nhầm lẫn giữa những cái ống nghiệm khác đối với là những cái bệnh nhân khác nó bị nhầm lẫn. Thì cái dòng máy em muốn giới thiệu với mọi người có model đó là Ring 412PEI+, có công nghệ của Nhật Bản. Thì mọi người hãy cùng em khám phá chi tiết hơn về chiếc máy này. Thì đây là dòng máy em muốn giới thiệu với mọi người có model đó là Ring 412PEI+ nha mọi người. Đây mọi người có thể là nhìn bên ngoài, đây là dòng máy để bàn nên thành ra là kích thước của nó là rất là nhỏ gọn, thành ra tiết kiệm được cái không gian diện tích nơi mà mình có thể là đặt máy khá là nhỏ gọn ha. Bên ngoài nó là được màu trang bị là màu đen với màu trắng ha, khá là xinh xắn ha và sạch sẽ. Đây mọi người em mở lên mọi người xem. Thì phía bên trong đây mọi người có thể nhìn em đang lắp sẵn cái cuộn giấy thôi. Phía bên trong là mình có thể là chứa đây là khoang để giấy, mình có thể chứa được cuộn giấy là 50 mét. Còn phía trước này đây là cái cùng đầu in của máy ha, đây là bộ phận quan trọng nhất đối với cái dòng máy in em mọi người, dòng máy mã vạch. Đây dưới này là mình có thể thấy đây là cái khoang để mình có thể để mực, thì đây là mình có thể là đạt được cuộn mực là 300 mét, thì thành ra nó sẽ in được 6 cuộn giấy để đỡ mất cái thời gian của mình có thể là thay giấy và mực. Đây là cái dòng máy có độ rộng độ in nó 4 inch tương đương với là 104 mm. Đây là dòng máy có độ phân giải đó là 300dpi, nên thành ra mình có thể là in sắc nét được cái mã vạch hoặc là những con số hoặc là những cái thông tin ở trên cái nhãn của mình. Đó, nó có thể in được nhiều cái kích thước nhãn khác nhau. Đây ví dụ như đây cái nhãn thông dụng và khi mà mình sử dụng để dán đến những cái ống nghiệm hoặc những con tem nhãn số nhạy. Thì đây là 25 15 nhân 4 hoặc là nhân 5 tùy theo cái số lượng mà cái trung tâm hoặc là cái cơ quan hoặc là cái vị trí của mình mà cần để sử dụng. Đó. Việc lắp đặt hoặc sử dụng máy cũng khá là đơn giản. Đây, và tiếp theo thì em muốn giới thiệu với mọi người về cái cổng giao tiếp của cái máy pin 412PEI+ này. Đây mọi người có thể thấy phía bên này là nút nguồn nha mọi người. Đây là jack cắm nguồn 24V. Đây là cổng USB thì mình có thể kết nối máy tính hoặc là mình sử dụng cổng RS-232. Đặc biệt là máy có trang bị đó là cổng LAN. Cổng LAN là mình kết nối với mạng internet. Thì tất cả những cái máy tính hoặc là những cái máy thiết bị xung quanh cùng kết nối internet thì mình có thể là lại kết nối tới cái máy này và in. Thì nó sẽ in được nhiều máy tính để sử dụng cho một máy in, thì nó rất là tiện lợi và tiết kiệm. Đây là nếu những cái dòng địa bàn nếu mà có trang bị về cổng LAN thì đây là một cái đặc điểm khá là nổi bật. Thì đây là một đặc điểm rất nổi bật của dòng in thì em muốn giới thiệu. Thì tiếp theo thì em sẽ tiến hành in số nhảy, in cái mã vạch nhảy cho mọi người có thể là thấy ha. Mã vạch nhảy sau đó là em sẽ in số nhảy. Đấy, mình cắm vào cái công tắc lên. Lúc mà cung cấp máy thì em sẽ cung cấp cho mọi người một cái phần mềm để mình có chức năng đó là thiết kế những con tem, in những cái thông tin hoặc là in tạo những cái mã vạch theo cái yêu cầu hoặc là theo cái mà mọi người cần. Đó. Nên mọi người có thể thấy không? Thì đây là những cái thông tin trên đó này. Ví dụ như hàng đầu tiên của nó nha mọi người, 46 này, 4 con này, lên 47, 48, 49, 50, 51 này. Mọi người có thể là tùy ý nhé. Đây ví dụ như thường trong những bệnh viện hay là những phòng khám thì người ta sẽ mà lúc mà in ra thì một con người ta sẽ dán lên những ống nghiệm này, rồi con thứ hai thì người ta sẽ dán lên cái sổ đúng cái tên của cái bệnh nhân đó hoặc là để định danh cái bệnh nhân đó. Đó mình sẽ dán lên như vậy. Rồi còn hai con tiếp theo là ví dụ như mình có thể là để giày để lúc mà qua những cái phòng ban hoặc là qua những cái phòng xét nghiệm khác nhau thì người ta có thể để dán cho nó đúng, thì để người ta tẹt vào trong cái quyển sổ khám chữa bệnh của cái người đó như vậy, để lúc mà đi qua phòng ban khám để sử dụng cái mục đích khác. Ngoài tạo những cái mã vạch này thì mình cũng có thể là tạo những con số nhảy khác nhau, ví dụ như là nếu mình cần một hàng này mà nó nhảy cho những cái thông tin mà nó khác nhau thì mình phải được nha mọi người. Đây ví dụ như tạo nha, đây mình không biết tiếp. Đây mọi người có thể thấy nhá, đây 52, 53, 54, 55 này, nó sẽ nhảy theo 56, 57, 58. Như là cái số lượng mà nhảy theo con tem này là mình có thể là tùy biến ha. Đó. Cái này là 4 tem nó giống nhau này. 4 tem trên thì nó sẽ nhảy lên nhảy lên. Hoặc là đây nó sẽ nhảy theo từng con tem. Hoặc là ví dụ như mình không muốn sử dụng mã vạch thì mình có thể là sử dụng riêng cái giải số thôi cũng được. Không nhất thiết mã vạch nha mọi người. Nó rất là đơn giản. Ví dụ như mình có thể đầu tiên là mình sẽ khởi tạo một cái số đó. Ví dụ một em khởi tạo số bắt đầu là 12345 đi. 12345 thì bắt đầu là em sẽ tiến hành cho nó nhảy. Tiến hành cho nó nhảy theo cái yêu cầu của mình, nhảy một bậc hay hai bậc gì đó thì Nhìn nhá. Đây để anh sẽ tiến hành kính thử cho mọi người xem. Đây, mọi người có thể thấy là 12345, 12346, 12346, 12347, nó sẽ cái số khởi tạo ban đầu của mình như thế nào thì nó sẽ nhảy lên một bậc để nó tiến hành lên. Đó thì những cái số này mình có thể là ứng dụng khá là nhiều ở những cái mục đích khác nhau, tùy theo cái trường hợp của mọi người, có thể tạo mã vạch hoặc là tạo số khác nhau. Đó, mọi người có thể thấy là cái tốc độ in của cái chiếc máy này khá là nhanh ha. Em in mấy chú con mà nó in được trong vòng vài giây. Rồi đi kèm với đó thì cái độ nét của nó rất là cao. Vì dòng máy này nó có độ phân giải đó là 300dpi. Tốc độ in maximum của dòng máy này là 4 in trên 1 giây. Nhưng mình có thể đi tùy chỉnh cái tốc độ in để làm sao cho content nó đẹp nhất và chất lượng nhất. Thì vừa rồi em đã in thử cũng như là giới thiệu cho mọi người xem về cái khả năng in ấn của dòng máy Ring 412PEI+ này đối với chất liệu giấy in tem số nhái hoặc là những cái mã vạch nhái. Thì nếu như mọi người cần tư vấn thêm về cái cách thức làm sao để mình có thể là in được những cái tem số nhái hoặc là tem mã vạch nhái tự động, hoặc là cần tư vấn thêm về cái dòng máy Ring 412PEI+ này thì mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Mã Vạch qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thế giới mã vạch.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.